Kính thưa đồng chí Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Kính thưa các đồng chí đại diện các ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18 tiến hành kỳ họp thứ 14. Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, quyết toán ngân sách năm 2019, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021. Trước hết, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện, tôi xin trân trọng gửi tới các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18 diễn ra trong không khí phấn khởi, thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25 hướng tới Đại hội 16 Đảng bộ thành phố. Đây là kỳ họp hết sức quan trọng, tạo đà nước rút để phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ của cả năm 2020, năm đầu thực hiện nghị quyết 25 Đảng bộ huyện và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng khác. Các nội dung của kỳ họp đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy để hoàn chỉnh trước khi trình Hội đồng Nhân dân huyện. Sau đây, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện, tôi có một số ý kiến mang tính gợi mở để các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện có thêm cơ sở để thảo luận và quyết nghị. Thứ nhất, về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020. 6 tháng đầu năm 2020 là khoảng thời gian cuối để chúng ta hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Mặc dù gặp không ít khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời có những chủ trương, giải pháp phù hợp, tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, cùng với sự ủng hộ to lớn của cử tri và nhân dân toàn huyện, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những kết quả nổi bật đó là kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng cao, tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 12.961,5 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay và cao nhất so với các quận huyện trên địa bàn thành phố và bằng 227,2% so với cùng kỳ năm trước. Các cấp các ngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 với nhiều cách làm tiên phong, hiệu quả, chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh, tập trung cao thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng 38 dự án đang triển khai trên địa bàn với tổng diện tích thu hồi 394,86 hecta. Trong đó có một số dự án được thực hiện với tiến độ nhanh chưa từng có như giải phóng mặt bằng của 774 hộ dân thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường 359, giải phóng mặt bằng của 259 hộ dân dự án đường vào và khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ trong vòng 20 ngày. Đã khởi công 43 dự án công trình đầu tư công năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Tất cả các công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020. Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức khởi công các dự án nâng cấp mở rộng đường liên xã Hoa Động, Lâm Động, Thiên Hương, đường liên xã Quảng Thanh, Chính Mỹ, khánh thành trường mầm non Sao Mai, tiếp tục thi công đường 359 giai đoạn 1 và chiều nay sẽ ra quân với hai cái đoạn đường thuộc dự án đường 359, khởi công xây dựng trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phả Lễ
được tổ chức vào sáng Chủ nhật tới đây. Sản xuất nông nghiệp thủy sản đạt kết quả cao, hoàn thiện hồ sơ thủ tục dự án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại hai xã Gia Minh và Gia Đức. An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, dịp Tết Nguyên đán đã huy động để tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ gia đình khó khăn, các gia đình chính sách. Trong 6 tháng đầu năm, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện vừa tổ chức chỉ đạo xây dựng hoàn thành 120 căn nhà trao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo với mức hỗ trợ lên đến 80 triệu đồng một hộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo, nhất là đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước làm việc trên địa bàn. 6 tháng, huyện đã vinh dự 2 lần đón Thủ tướng Chính phủ, 1 lần đón Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến thăm và làm việc trên địa bàn huyện, đảm bảo môi trường an toàn thân thiện cho các doanh nghiệp và nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng đảng, chính quyền được quan tâm triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, chúng ta đã chỉ đạo 68 trên 68 chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian chưa đầy một tháng và đã chuẩn bị chu đáo tất cả các nội dung, các công việc cho đại hội đảng bộ huyện lần thứ 25 được tổ chức vào ngày 27, 28, 29 tới đây. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện, tôi xin nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện đã nỗ lực đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa các vị đại biểu, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 vẫn còn những khó khăn hạn chế, thu ngân sách đạt được nhưng chưa cao so với kế hoạch của huyện, thu thường xuyên vẫn còn thấp, tình trạng nợ đọng thuế chưa được giải quyết triệt để, giải ngân vốn đầu tư vẫn còn chậm, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, chưa có kết quả cụ thể, quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập, chưa được giải quyết triệt để. Việc giải quyết trả lời đơn thư của công dân, của cử tri vẫn còn chậm, nhiều vụ việc còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm. Đây thực sự là những vấn đề mà cử tri và nhân dân trong huyện đang quan tâm nên cần được các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thảo luận và tìm ra giải pháp khắc phục. Thứ hai, về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020, 6 tháng cuối năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2020 đã đề ra. Do vậy, nhiệm vụ chủ yếu đến hết năm 2020 là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25, tuyên truyền tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội, không giảm bất kỳ chỉ tiêu nào. Phấn đấu năm 2020, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục phát triển và tăng trưởng cao hơn nhiều so với năm 2019 và những năm trước đây. Để đạt được mục tiêu đó, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nghiên cứu, phân tích, thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để từ đó có quyết nghị và bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, sát tình hình thực tiễn để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Thứ ba, về nội dung chủ yếu trình kỳ họp, quyết nghị gồm có quyết toán ngân sách huyện năm 2019, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2021. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện
nêu cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận, xem xét sự cần thiết, tính hiệu quả, tính hợp pháp, tuân thủ nghiêm theo các nguyên tắc chung, theo luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công, bám sát các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Kính thưa các vị đại biểu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện đặt ra đòi hỏi sự quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, trong đó có trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát, kịp thời thể chế hóa các nghị quyết, chương trình hành động của thành ủy, huyện ủy để ban hành một số nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng huyện, tập trung cho công tác chuẩn bị tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi tin tưởng rằng với ý thức trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18 nhất định sẽ thành công tốt đẹp. Một lần nữa, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện, tôi xin gửi tới các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, các vị đại biểu khách quý về dự kỳ họp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.